Hôm nay chúng ta tóm tắt phim về một cậu bé bán bật lửa. Cậu trông rách vờ lờ với cái bánh mì trên mồm. Cậu đang quá rét và buồn ngủ nên cậu cầm bật lửa lên và bật một phát cho nó ấm. Bỗng có người đưa cho cậu cái gì đó để ăn cho đỡ rét. Rồi cậu lại bật cái bật lửa thứ hai trong khi cậu có thể bật cái cũ mà phí vạm thế cái thằng kia. Có người đưa cho cậu cái gì đó để cho đỡ buồn ngủ. Rồi do quá rét nên cậu lại bật cái bật lửa thứ ba. Và cậu được đến ngay với show của Trùng Cuối và Trùng Figure. Vâng, mùa lạnh đến rồi và Trùng Figure đã có bộ sưu tập sweater và hoodie mới. Tôi đang mặc đây. Là chiếc áo Totoro. Hiện tại thì tất cả các mẫu áo, hoodie và sweater trên Trùng Cuối đang được giảm giá 10% nếu bạn nhập cái mã này vào. Cùng với đó là Trùng Figure đã bắt đầu chạy rồi. Như các bạn đây ở đây với một cái giá rất là rẻ là 300, cũng không quá rẻ nhưng mà nhìn này 300 là rẻ mà. Với một mức giá rất là rẻ như là 300 thì bạn có thể sở hữu những mô hình như này để trang trí phòng ngủ, phòng làm việc hay là bất kỳ cái gì của bạn. Chương trình giảm giá sẽ kéo dài suốt cả tháng 12 nên là còn chần chừ gì nữa mà không sắm ngay cho mình một chiếc áo, một cái figure để cuộc sống thật là vui, đừng như thằng kèm kia bị đút kèm mồm. Thế giới chúng ta có hai chủng tộc đứng đầu chuỗi thức ăn, một là người hiện đại, hai là người Ấn Độ. Thật ra thì người Ấn Độ có thể thống trị được cả thế giới. Từ năm 2010 đã tạo ra robot biết suy nghĩ, có cảm xúc, có siêu năng lực điều khiển kim loại như Magneto, lại còn tiếp nhận được khả năng phi lý của người Ấn Độ. Thế thì điều gì đã xảy ra để ngăn chặn Ấn Độ xâm chiếm thế giới? Câu chuyện bắt đầu từ một phòng nghiên cứu thuộc sở hữu của giáo sư Vasigaran, gọi tắt là Vasi. Vasi thì chú tâm chế tạo một con siêu robot, không hề quan tâm đến cuộc sống hàng ngày. Bạn gái tên là Sanna cũng mặc kệ, không thèm nghe cả trăm cuộc điện thoại. Sau bao ngày nghiên cứu rồi cuối cùng cũng có kết quả, tạo ra một con robot biết đi bộ, biết chạy, biết múa, biết đánh nhau. Hạn chế trước mắt là vẫn hết pin. Sanna đến tận nơi để tìm người yêu nhưng mà không được gặp. Thế là sau ba góc quay cận mặt, cô quyết định chia tay. Vasi không quan tâm mà vẫn miệt mài làm việc. Bước cuối cùng là đắp lên một bộ da cho giống người. Kết quả là tạo ra một con robot với vẻ ngoài y hệt với Vasi, gọi là công nghệ Android Human. Trước khi công bố kết quả, Vasi quyết định cho robot ra phố giải ngố, học cách hòa nhập cộng đồng. Đầu tiên giáo sư mang về khoe với bố mẹ, chứng tỏ là con tạo được robot biết chôn chân chào người già. Thế là bà mẹ phấn khởi đặt tên cho nó là Chitty. Sau đó thì Vasi để Chitty lái xe đi gặp Sanna, nhưng con robot thì hoàn toàn chỉ biết nghe theo lệnh, không tự phản ứng được trước dân tổ và lít. Tí thì gây ra tai nạn dọc đường, cơ mà phải đi sửa lại tóc tai, sau đấy mới đi tìm người yêu được. Nhưng mà đẹp trai thì cũng không thể nguôi được cơn giận của Sanna, ai bảo lỡ cả trăm cuộc gọi. Thế là cả hai hẹn nhau đến công viên, chia tay thì phải đòi lại quà. Nhưng Vasi mặt dày đòi lại đủ số lần hôn hít, lại còn phải đúng cảm xúc như ngày đầu. Sau lần đầu vùng vằng ngập ngùng thì cảm xúc của Sanna dần như có nước tràn ra sa mạc. Và thế là họ bắt đầu hát, chứ mong đợi gì ở phim Ấn Độ. Tóm lại thì hai người này hòa giải. Trong lúc đấy thì Chitty gặp phải rắc rối vì đỗ xe trái phép. Tên cảnh sát thì chắp tay sau đít đòi làm luật. Chitty không hiểu nên làm bị thương ông này. Vasi đi ra thấy thế, lôi ngay Chitty và Sanna lên xe bỏ chạy. Lúc này Sanna mới tò mò về cái thằng giống hệt người yêu mình. Vasi thì vội vàng chẳng kịp giải thích, thế nên là Chitty vặn cổ 180 độ để kiểm tra xem cảnh sát có đuổi theo không. Điều này khiến Sanna sợ xỉu. Vasi mới bực tức chỉ cho Chitty cái gương chiếu hậu. Đến ngày hôm sau, tại một buổi họp báo, Vasi công bố sự xuất hiện của Chitty, thể hiện ra đây là người máy toàn năng, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, dẫn đến sự ghen tị khó chịu của ông này. Đấy là thầy của Vasi, giáo sư Bora, cũng là chủ tịch của công ty robot lớn nhất. Bora quàng cổ của Chitty giả vờ hỏi thăm thân mật, nhưng mà là để móc bí mật lập trình trí tuệ nhân tạo. Cơ mà Chitty thật thà ra hỏi Vasi xem có được tiết lộ hay không. Bora cố gắng chữa quê, may là vịn cái danh thầy giáo nên không bị nghi ngờ. Ông này dò hỏi như thế là để phát triển con robot riêng, nhưng bọn này vẫn còn như no, không biết phải trái là gì. Lúc này thì Sanna đang dẫn Chitty về nhà, kiểu một mái ấm tình thương cho phụ nữ chồng chết trận. Họ thủ tiết và không cho đàn ông vào trong, ý tôi là vào trong nhà. Thế nên lúc mẹ cô nhìn thấy Chitty thì bực mình tưởng là dẫn trai về. Nhưng Sanna giới thiệu đây là toy friend, kiểu con mới sắm robot đồ chơi về cho chị em. Sanna bắt đầu cho Chitty làm việc nhà, nấu ăn dọn dẹp, tất cả những thứ mà không một ai bắt một con siêu robot làm. Phụ nữ thì đã vô lý, đây lại còn là phụ nữ Ấn Độ. Sanna sau đó nhờ Chitty ôn bài chuẩn bị đi thi, vì anh chỉ cần quét qua là đọc hết quyển sách. Cơ mà đang học dở chừng, đám thanh niên chung cư đối diện bật nhạc ầm ĩ, nên là Sanna dẫn Chitty sang để nói chuyện. Nhưng mà thứ duy nhất xuất phát từ đầu bọn thanh niên này là tóc, nên Chitty mới dùng sóng hồng ngoại để điều khiển cho dàn loa tự phát nổ. Nhưng tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Tiếp theo là đến lượt mấy anh dai da đen sập sình ở chợ. Lần này thì Chitty đi thẳng và đập nát dàn loa. Mấy anh da đen nóng tính lôi cả hàng họ dao dựa ra để dọa. Thế là Chitty bật chế độ Magneto, hút sạch đồ kim loại vào người, xong rồi xếp hình các thứ thành một bộ giáp ngầu đét, nhưng chẳng để làm gì. Lúc này trong đám da đen có một anh cầm gậy xông lên. Thế là Chitty Magneto cái khóa quần, khiến anh dai tổng ngầm giữa chợ. Chitty lạnh lùng quay đầu ném cái quần về phía sau. Bên cạnh là Sanna đang cười hớn hở mẹ đến tối mịt. Xong mới trầm cảm ngỡ ra cười hết cả thời gian học. Cơ mà chúng ta có siêu người máy đã học thuộc bài, thêm một cái tai nghe siêu nhỏ. Thế là Sanna chỉ cần nghe mà chép. Mỗi tội là Chitty bị giám thị bắt. Lập trình thì không có phần nói dối nên anh khai luôn trò gian lận, đến chỉ tận bàn thi của Sanna. May mà cô chối bay chối biến, mà lời nói của Chitty nghe cũng như thằng bị đần, thế nên là không bị nghi ngờ. Nhưng mà giờ không ai nhắc thì nước mắt cũng chỉ rơi trên bài thi. May mà Chitty trốn lên trần nhà, chiếu nguyên quyển sách xuống cho cô chép. Sanna sướng quá,
Thi xong ấp ấp ôm ôm Chitty để cảm ơn. Sau đó cả hai đi tàu về nhà nhưng rắc rối ập tới. Mấy anh da đen hôm nọ mang gậy gộc đá đụng đến để trả thù. Ban đầu thì Sana bảo Chitty mặc kệ, nhưng bọn côn đồ giật túi cô ném xuống hồ nước. Thế là Chitty lao ra ngoài để nhặt túi, sau đấy nhảy ngược lại, dưới bàn chân bật ra bánh xe, trượt trên đường ray đuổi theo. Đám côn đồ trên tàu thì xin dùng bộ loa của Sana để thay thế bộ hỏng. Cô dãy giụa vươn ra ngoài tàu kêu cứu Chitty. Thế là anh lao vào bên trong toa, trái đấm phải đánh, xông pha giữa kẻ địch như Triệu Tử Long. Đang đánh nhau hăng thì pin tụt như iPhone, thế là bị đạp ra ngoài. Sana thì rơi vào tay giặc, bị vật ngửa ra như heo lên bàn mổ. Nhưng mà Chitty thì tìm được nguồn điện cạnh đường ray, thế là lại sung sức quay lại cuộc chơi, vội vàng chạy đến phản lại trọng lực, kịp thời cản không thì phim biến thành 21 cộng. Lần này thì giải quyết sạch sẽ lũ côn đồ, cuộc sống thì cứ trôi đi. Chitty thì vẫn tiếp tục quá trình hòa nhập cộng đồng. Cuối cùng thì cũng đến ngày Vasi đưa nó đến công ty robot lớn nhất để kiểm duyệt. Tất cả giám khảo đều đồng ý, chỉ trừ ông Bora. Lý do ở đây là Chitty toàn nghe theo lệnh, nó không thể phân biệt được đúng sai phải trái, sẵn sàng đấm bất cứ ai theo lệnh, như thế có nghĩa là gây nguy hiểm cho xã hội. Vasi cực kỳ tức giận khi bị hội đồng từ chối. Đúng lúc đó cả hai đi ngang qua một vụ cháy. Thế là Vasi muốn chứng tỏ Chitty có ích với cộng đồng, ra lệnh cho nó cứu người mắc kẹt. Chitty lao vào những căn hộ rực lửa, giới thiệu tên mình, rồi bế từng người ra ngoài, bay nhảy như Iron Man Ấn Độ. Vasi mới đắc ý gọi cho Bora, bật tivi lên mà xem thời sự chiếu cảnh giải cứu đám cháy. Nhưng mà người được cứu cuối cùng lại là một chị gái đang tắm. Chitty cũng bế thẳng ra ngoài, thả ngay chỗ đám đông tụ tập quay chụp. Chị gái xấu hổ quá lao đầu vào ô tô đi luôn. Thế là Bora gọi điện lại để kháy vào nỗi đau của Vasi. Tối hôm đó một cuộc cãi vã nữa đã nổ ra. Bora nhất quyết không chấp nhận Chitty, trừ khi con robot này phải có cảm xúc, hoặc là đưa nó bán cho người nước ngoài. Nhưng mà Vasi nhất quyết từ chối. Anh quyết định dạy cho con robot về cảm xúc, triết học, nhân sinh quan. Cho đến khi Vasi kiểm tra lại, Chitty vẫn chẳng thay đổi gì cả. Vasi mới bực tức chửi mắng. Con robot liền dỗi, hóa ra là Chitty đã có tình cảm, chẳng qua là nó không nhận ra. Lúc này thì có một bà trong gia đình Sana sắp đẻ, lại còn kêu nguy kịch, nên là cả đám kéo nhau đến bệnh viện. Bác sĩ thì bảo thai nhi ngược đầu, quấn dây rốn quanh cổ, khó giữ cả mẹ lẫn con. Thế là Chitty mới đề nghị được đỡ đẻ. Sự kiện này một lần nữa thu hút được giới truyền thông, Bora cũng mò đến. Trong phòng mổ thì Chitty bóp bóp vặn vặn xoay lại đầu đứa bé. Thế là thành công cứu cả mẹ và con. Vasi một lần nữa đòi Bora đồng ý kiểm duyệt cho Chitty. Ông thầy này thì chỉ mỉm cười kiểu mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi. Rắc rối ở đây là Sana ra hôn cảm ơn Chitty, khiến cho con robot bắt đầu cảm thấy có vấn đề. Đêm đến nó ngồi nhìn lại cảnh được hôn, thế là mò đến tận phòng ngủ của Sana, đòi cô hôn thêm lần nữa. Sana thì cáu vì đang ngủ thì bị gọi dậy, thế là bảo Chitty nếu bắt được con muỗi vừa đốt cô thì hôn. Tên robot sim chúa thật sự tìm đến một cái hầm cầu, bắt đầu nói chuyện với bọn muỗi, yêu cầu con muỗi đốt Sana quay về xin lỗi. Sau khi bọn muỗi cố gắng đánh đuổi kẻ thù trong sự tuyệt vọng, thì một con muỗi đã phải theo Chitty về xin lỗi Sana. Cô liền thưởng cho anh một nụ hôn, khiến CPU nở hoa, tăng xung nhịp. Và Chitty bắt đầu hát, kiểu hát trong đầu thôi, nhưng mà trông đẹp hơn khối MV của mấy ca sĩ. Trong khi đó ở công ty robot, một đám mặc áo đen xuất hiện. Chúng muốn Bora tạo ra robot với mục đích khủng bố, mà Bora thì đang chậm deadline, thế nên ông càng sốt sắng để chiếm lấy công nghệ của Chitty. Sáng hôm sau, Vasi đi mua quà sinh nhật cho Sana, cơ mà Chitty cũng đòi mua một cái, rồi cũng bảnh chạy trải chuốt đến dự sinh nhật. Tất nhiên là Sana thấy Chitty tặng quà các thứ thì thấy thú vị hơn, làm cho Vasi ghen tị. Anh liền tuyên bố luôn về đám cưới của cả hai. Chitty cũng bật lại bằng cách mời Sana nhảy, lại làm cho Vasi cay. Thế là cả bọn lôi nhau ra đầu cầu chất vấn. Chitty nói thẳng ra là yêu Sana, còn Vasi thì cưới đứa khác đi. Sana thấy thế thì bảo không chấp nhận tình người duyên máy, tại tao không có cu đúng không? Cơ mà đối với Sana thì Chitty dù sao cũng chỉ là người máy, nên yêu cầu anh xóa hết ký ức về cô, khiến cho Chitty buồn bã quay đít bỏ đi. Tối hôm đó, Bora liên lạc với Chitty, hứa sẽ đem lại sự giàu sang phú quý, tiền bạc gái gú nếu đi theo ông ta. Nhưng mà Chitty vẫn từ chối, chỉ là anh đã biết nói dối Vasi để che giấu cuộc gặp gỡ. Sáng hôm sau là cuộc đánh giá của quân đội đối với Chitty. Mỗi tội là thay vì cầm súng ném lựu đạn, người máy này bắt đầu đọc thơ, khuyên mọi người dùng tình yêu để cảm hóa vạn vật. Cuộc đánh giá trở thành một trò hề trong mắt quân đội. Vasi cực kỳ giận dữ, bắt đầu đập phá Chitty, mặc cho con robot van xin được sống như người thường. Nhưng cơn giận khiến Vasi đưa mọi thứ về sát vụn, sau đó vứt ra bãi rác. Bora sau đó cũng nhận được tin, ông đến tận nơi để tìm lại Chitty, và nó vẫn còn sống. Nó thoi thóp yêu cầu Bora khôi phục cho mình, để được sống, được yêu Sana. Bora đồng ý, nhưng lại cài thêm cho nó một con chip chó điên, biến Chitty thành kẻ điên, để cho nó đi phá hoại xong rồi đổ hết lỗi lên đầu Vasi. Lần này thì Chitty khoác lên mình giao diện chiến như con lửng, cùng nụ cười sặc mùi ác nhân. Chitty lúc này xông thẳng đến đám cưới của Sana, thẳng thắn cướp cô dâu trước quan viên hai họ, ném bay chú rể, bắn hết tất cả những ai dám ngăn cản. Sau đấy cướp một con xe mui trần chạy đi. Cảnh sát lúc này ồ ạt đuổi theo, và tôi cũng bắt đầu không biết phải diễn tả cảnh hành động phim Ấn Độ như nào. Xe bay đập cột điện quay đầu rơi vào thùng xe container, dùng tay bẻ ngang hai con xe chở ga trên đường này. Slow motion cảnh đứng trên mui xe cảnh sát rồi bom nổ đi đùng đấy, lại còn hút hết cả súng của cảnh sát, dàn ra một hàng rồi bắn đấy. Chitty sau đó đưa Sana về công ty robot, còn cảnh sát thì đến tìm Vasi. Anh cũng liên lạc với Chitty để đe dọa các thứ.
Nhưng mà con robot thì không thèm quan tâm. Sáng hôm sau, Chitty bắt đầu đi cướp, lấy về tất cả những thứ cho phụ nữ. Thêm vào đó là đạn dược, vũ khí, xăng dầu. Cảnh sát đã dùng cả tên lửa để chặn hắn lại. Nhưng Vasi thì nhận ra cái xác ở lại không phải là sản phẩm ông tạo ra. Cảnh sát lúc này mới ập đến công ty robot, phát hiện ra Bora đã tèo. Kiểm tra camera thì mới biết chuyện gì xảy ra. Chitty lợi dụng công ty để tạo ra hàng loạt robocon. Khi Bora phát hiện ra thì thẳng tay trừ khử. Đội quân người máy xâm chiếm một công ty làm cứ điểm, thành lập một vương triều robot. Nhưng Sana thì vẫn không chấp nhận Chitty. Thằng này thì vẫn ám ảnh với việc có cu và đẻ con, tạo ra một tế bào nhân tạo để đẻ ra cyborg. Trước tình thế căng cực, Vasi quyết định làm quả đầu con lửng, dùng một cái chip để đánh lừa máy quét. Sau đó anh lái một chiếc xe chở xăng bị đánh cháo thành chở nước, thành công trà trộn vào bên trong vương triều. Anh giả vờ là người phục vụ bữa ăn cho Sana, rồi cắt tay chứng tỏ mình là người. Thế là tìm được tay trong thực hiện kế hoạch ngầm. Nhiệm vụ của cô là thu hút Chitty trong vòng 24 giờ. Phía bên kia cảnh sát cũng ra lệnh cắt điện toàn bộ, nhưng mà Chitty không nghi ngờ gì, vì tưởng rằng Sana muốn có một buổi tối đầy nến lãng mạn và cả hai nhảy múa 24 giờ. Ừ thì trong phim thì là múa, mà Sana phải giữ chân Chitty 24 giờ. Tại sao lại là 24 giờ? Đấy là để cho Chitty bị hết pin, điện thì bị mất, xăng dự trữ thì bị thay bằng nước. Thế là quân đội người máy lần lượt hết pin, Chitty phải lao ra đường, chặn đầu một chiếc xe để sạc điện. Mấy con robot cũng học tập làm theo tấm gương, khiến cho tình hình trở nên hỗn loạn. Lúc này một con robocon dọn dẹp trong phòng Sana, phát hiện vết máu của Vasi. Chitty tức giận chất vấn Sana, nhưng vì cô không chịu khai nên tập hợp toàn bộ robocon lại kiểm tra. Tên này bắt toàn bộ phải quay đầu vòng vòng như trong chóng. Thằng nào không làm được thì thằng đấy là người. Chitty đang chuẩn bị tiễn Vasi lên đường thì quân đội ập vào. Chitty định Magneto hết đống súng, nhưng quân đội thì cảnh giác chuyển hết thành đồ nhựa. Vậy là chấm hết rồi đúng không? Tất cả robocon tập hợp lại thành một quả cầu, tòi súng ra ngoài và bắt đầu bắn phá. Quân đội bắt đầu dùng gương khiến cho robocon chói mắt không làm được gì, rồi nã đạn vào, cốt là để bắt lấy một tên, rồi cho Vasi xâm nhập vào hệ thống. Đám robocon biến từ hình trụ sang hình tháp, biến thành một con rắn. Lúc này chương trình Vasi xâm nhập thành công, khiến đám robocon tan rã. Một cái lồng điện tung ra để bắt cả đám lại. Chitty nhận ra được vấn đề, thế là cho nổ con robot bị bắt giữ. Thế là cả đám robocon lại khôi phục lại, biến thành một cái khoan đâm thẳng xuống lòng đất. Xong một con robot khổng lồ trồi lên. Thế này thì phim siêu nhân có mà gọi bằng bố. Chitty đuổi theo chiếc xe chở Vasi. Ông này đang tạo ra một con virus để vô hiệu hóa khả năng xếp hình của bọn này, sau đó bắn vào ngực Chitty. Thế là con robot khổng lồ sụp đổ, chuyển qua chế độ tấn công đơn lẻ. Vasi mở cửa sau xe, dùng nam châm hút Chitty vào, sau đó tháo chiếc chip chó điên ra ngoài. Cuộc chiến đã kết thúc, một phiên tòa xét xử được lập ra, kết tội Vasi tử hình vì đã tạo ra Chitty. Cơ mà Chitty có ghi lại hình ảnh Bora nhét chip chó điên vào anh, thế là Vasi trắng tội, nhưng Chitty phải bị tháo rời từng mảnh. Thế là cuối cùng cả lũ ngồi nghe một con robot dạy cách sống đúng đắn. Đến năm 2030, Chitty trở thành tượng đồ trưng bày, thể hiện ra rằng Ấn Độ hoàn toàn có thể làm bá chủ thế giới. Chẳng qua không thích rồi. Tôi còn quại, xin chào và hẹn gặp lại.